Xin chào quý vị khán giả và các bạn của kênh youtube diễn giả Phan Đăng Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì tôi chỉ muốn bàn đến một từ thôi Đó là so sánh Thật lòng mà nói thì chúng ta lớn lên trưởng thành trong rất nhiều những tương quan so sánh Hồi nhỏ ấy, nếu như mà ta học mà lười hơn, anh chị em họ của mình hoặc anh chị em ruột của mình thì bố mẹ so sánh ta là hãy nhìn kìa. Anh chị học chăm không? Đến lớp thì thời tôi đi học ngày xưa tiểu học còn chia ra là học sinh kém, học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Tức là có cái sự so sánh với nhau. Bây giờ tiểu học thì hình như là họ bỏ rồi. Nhưng mà dẫu là bỏ thì đâu đó trong cái nhìn của bố mẹ của thầy cô của bạn bè và của chính chúng ta nữa cũng không tránh khỏi cái sự so sánh lớn lên ta ra trường ta đi học ta càng thấy cái sự so sánh đúng không ạ đôi khi ta so sánh mình với bạn mình hai người cùng một xuất phát điểm hai người cùng một năng lực vậy thì ta so sánh xem là ai giàu có hơn ai quyền chức hơn hay là ai có nhiều cái giá trị tầm ảnh hưởng xã hội hơn. Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Con người không đứng một mình được. Và trong quá trình mà con người tương tác với các mối quan hệ xã hội thì tất yếu nó sẽ xảy ra phép so sánh. Cho nên á, nếu bảo là tránh tuyệt đối phép so sánh thì thì nó cũng khó và ở góc độ tích cực đó thì so sánh nó cũng có một chút tích cực bởi vì có thể nếu như ta so sánh với một động cơ lương thiện một động cơ tốt ta so sánh để học hỏi ta so sánh để phấn đấu thì tôi nghĩ rằng nó cũng tốt chỉ có điều là nếu ta lại sử dụng phép so sánh không phải để học hỏi không phải để phấn đấu không phải để xây dựng mà bằng một cái tâm khác thì cái phép so sánh đó có thể nó sẽ hủy hoại ta và nếu ta so sánh so sánh hoàn toàn quấn vào cái sự tương tác bên ngoài mà ta không có một cái đào luyện bên trong không có một nội lực bên trong không có một bản lĩnh bên trong thì cái sự so sánh đó với cái bão lũ tương tác bên ngoài đó nó có thể sống như một cơn sóng dữ thậm chí là sóng thần nhấn chìm toàn bộ cái thế giới cảm xúc cái thế giới suy nghĩ của ta và ta đau khổ đó về cơ bản đó, khi ta so sánh nhiều quá và ta so sánh với một cái tâm nó không tích cực. Tôi chưa dám nói là tâm tiêu cực. Tôi chỉ dám nói là một cái tâm mà nó nó không tích cực thì nó thường để lại ba cái phức cảm tâm lý như sau. Phức cảm một là tâm lý ưu việt cái phức cảm này thường xảy ra ở những người mà so sánh mình với những người kém hơn mình họ nghèo hơn ta họ ít quyền hơn ta họ ít nổi tiếng hơn ta họ ít tầm ảnh hưởng hơn ta khi ta so sánh như thế thì ta rất dễ nảy ra một cái phức cảm tâm lý là à ta là người yêu việt hơn họ đây và khi nào ta nghĩ là ta yêu việt hơn họ đó thì một cách vô hình chung ta đã tách mình ra khỏi họ rồi ta đã tách mình ra khỏi cái cộng đồng ấy rồi ta đã tách mình ra khỏi một bộ phận người ấy rồi mà bất luận sự phân tách nào khỏi cộng đồng đều khiến chúng ta mất kết nối mà bất luận sự mất kết nối nào nó cũng là mầm mống của cô đơn. Nó cũng là mầm mống của cô độc. Nó cũng là mầm mống của đau khổ. Cho nên á, cái phức cảm yêu việt cẩn thận. Nó lại là một mầm họa đó. Và người mà có chức này, có quyền này, có tiền này, có sức khỏe đặc biệt này thì thường rất dễ rơi vào cái phức cảm này người có quyền thì so sánh mình với người có quyền nhỏ hơn người có sức khỏe đặc biệt thì so sánh mình với người có sức khỏe yếu đuối cho nên ta luôn luôn phải dè chừng quay vào bên trong để hỏi rằng là cái phức cảm ưu việt nó có xuất hiện trong ta không nếu có là ta phải chỉnh cho nên tôi thấy rằng là có một vài bậc thầy ở một vài thiền viện đó. thì thi thoảng các thầy lại đi cọ toilet Tôi không hiểu là tại sao các thầy lại đi cọ toilet. Thì sau này tôi mới hiểu. Đấy cũng chính là một cách để luyện tập để nhắc nhở rằng mặc dù mình đang ở vị trí làm thầy nhưng cũng đừng nghĩ rằng mình ưu việt hơn so với những người ở vị trí làm trò. Việc mà thầy cùng trò đi thực hành cọ toilet, cọ toilet trong chánh niệm đó, chính là một bài thực tập để các thầy luôn nhắc nhở mình không nghĩ rằng mình yêu việt hơn người khác cái phức cảm thứ hai của sự so sánh đó, đó là phức cảm tự ti cái phức cảm này thì nó lại đến từ việc là so sánh với những người hơn mình giàu hơn mình đẹp hơn mình sang hơn mình lộng lẫy hơn mình khi mà nhìn thấy những người ta hơn quá thì từ cái phức cảm tự ti này nó sinh ra hàng loạt những cái hội chứng bạn lo âu khi gặp họ bạn sợ hãi khi gặp họ bạn bồn chồn khi đối diện với họ bạn không còn là bạn trong mối tương tác với họ nữa thậm chí có những người chỉ cần nghĩ về những người giàu hơn mình thôi là trong đầu đã tự ti rồi nghĩ đến những người quyền cao hơn mình thôi là lập tức đã tính đến chuyện là mình phải nhún nhường phải khúm núm phải khúm núm để được lòng họ thì cái phức cảm tự ti này nó cũng nguy hiểm không kém so với cái phức cảm ưu việt và lại có những người đó vừa có phức cảm ưu việt mà lại vừa có phức cảm tự ti họ ưu việt hơn khi họ nhìn những người dưới họ và họ tự ti khúm núm khi nhìn vào những người trên họ từ cái ưu việt đó họ coi thường những người dưới họ từ cái tự ti khúm núm đó họ không ngừng tìm cách ve vuốt những người trên họ thậm chí họ sợ hãi họ hoảng sợ trước những người trên họ cho nên đây là một phức cảm kép thường tồn tại khi chúng ta có những phép so sánh trên một cái nền tâm thức không tích cực mà người nào nảy sinh một trong hai phức cảm này ưu việt hoặc tự ti thì lập tức cũng sẽ nảy sinh cái phức cảm còn lại cho nên hai cái phức cảm này nó là một mối quan hệ song trùng, một quan hệ kép trong tâm lý của những người so sánh không tích cực. Cái phức cảm tâm lý thứ ba là phức cảm tâm lý ngang bằng. Cái phức cảm này nó đến từ việc là người ta nghĩ rằng mình cũng một cái nền tảng như họ, mình cũng một cái trí tuệ như họ, mình cũng một cái nội lực như họ, mình cũng một cái cố gắng như họ, nhưng tại sao họ may mắn thế? Họ thành công thế? Còn mình thì ngay cả chưa thất bại thì cũng ít may mắn hơn và ít thành công hơn. Tại sao mình không được là họ? Tại sao mình không được như họ? Trong khi lẽ ra mình nghĩ rằng mình ngang bằng với họ. Mình xứng đáng phải có những gì họ đang có. Đây là một kiểu sai lầm chết người. Bởi vì ở đời đó không có hai vật thể nào giống nhau y xì đâu. Ta ngắt hai chiếc lá cùng một cành cây ta quan sát mà xem. Hai chiếc lá tưởng là giống nhau nhưng không giống nhau đâu. Mà chỉ một cái chiếc lá thôi nhưng ta quan sát vào buổi sáng với độ nắng của buổi sáng buổi trưa với độ nắng của buổi trưa thì cái chiếc lá đó nó đã khác biệt nhau lắm rồi thế mà lại đi đòi hai chiếc lá phải ngang bằng nhau hai vật thể phải ngang bằng nhau hai con người phải ngang bằng nhau thì cái phức cảm này này phức cảm ngang bằng này này nó thường đẻ ra một cái tâm lý rất nguy hiểm là tâm lý đố kỵ và cái tâm lý đố kỵ này nó giống như ngọn lửa đốt cái đối tượng ngoài mình thì chưa thấy đâu nhưng đốt chính mình rồi mình sống mà lúc nào cũng phải nghĩ về người khác tìm cách để leo lên trên người khác tìm cách để kéo người khác xuống thấp hơn mình thì nó nảy sinh từ cái phức cảm là đòi mọi thứ nó ngang bằng trong trời đất. Mà chúng tôi nhắc lại, trong trời đất không bao giờ có hai vạn vật nó ngang bằng, nó y xì nhau đâu. Ngay cả hai giọt nước. Thế cho nên bạn rơi vào phức cảm nào? Phức cảm yêu Việt, phức cảm yếu kém tự ti hay phức cảm ngang bằng thì cũng có nghĩa là một vùng tâm sân nó đang bao phủ ở trong não bạn và khi não bạn tràn ngập tâm sân thì hôm nay cái tâm sân đó nó cắn bạn một cái ngày mai cái tâm sân đó nó cắn bạn một cái ngày kia cái tâm sân hận ăn thua đó nó cắn bạn một cái và những phần tốt đẹp trong não của bạn sẽ bị cắn dần cắn dần, cắn mòn, cắn mòn và bệnh tật sinh ra từ đó. Từ cái tâm sân hận, tâm hơn thua, tâm so sánh mà rất nhiều thứ bệnh tật nó có thể phát sinh. Cho nên á so sánh với một cái tâm không tích cực nó sẽ khiến bạn hủy hoại chính bạn khi nào thấy mình đang rơi vào tình trạng đó thì hãy nhận thức trung thực là tôi đang rơi vào tình trạng đó và tìm các giải pháp để thoát ra khỏi nó chứ đừng ngụy biện đừng đánh lừa mình ngụy biện đánh lừa để cho tâm sân nó bao phủ lấy mình lúc thì phức cảm ưu việt lúc thì phức cảm yếu kém tự ti lúc thì phức cảm ngang bằng thì năng lượng của ta xấu xí quá và năng lượng xấu xí sinh ra bệnh tật triệt biến đấy là một vài những cái nhìn những cái chia sẻ của cá nhân tôi thôi khi mà tôi nhìn những cái trường hợp so sánh không tích cực và xin nhắc lại đây chỉ là quan điểm cá nhân quý vị có thể tham khảo, à, quý vị hoàn toàn cũng có thể chia sẻ những quan điểm riêng của quý vị, chúng tôi xin lắng nghe và hy vọng là những quan điểm cá nhân mang tính tham khảo của chúng tôi ít nhiều cũng khiến quý vị suy nghĩ thêm về chủ đề này, để từ đó kiến tạo một cái tâm nó lành lặn và nếu có so sánh là so sánh tích cực so sánh để phấn đấu chứ không phải so sánh bằng tâm sân và cả tâm tham chỉ có như thế ta mới tạo ra được một đời sống an lành và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp trở lại quý vị vào những video clip tới đây